Khả năng ô tô giá rẻ Hải Phòng xin kính chào tất cả quý bà con, các bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Trước mắt quý vị anh chị là một mẫu xe thương hiệu của Hàn Quốc, Kia Morning, đời rất là cao, đời 2018. Xe có làm dịch vụ nhưng mà đã rút hồ sơ cầm tay rồi anh em nhé. Thú thật với bà con, các bác, anh chị là xe nào số sàn thì chủ yếu người ta tầm 90-100% là người ta đã mục đích mua về là sử dụng kinh doanh dịch vụ. Đấy cũng như vậy thôi, cũng có thể đóng hãng, cũng có thể là đóng chạy garage riết, rồi đôi khi là xe đình. Nhưng mà một chiếc xe cũ đẹp mà có qua dịch vụ đi chăng nữa nhưng nó phải zin, không đâm đụng va chạm thì đó nó mới là chiếc xe đẹp. Thì đây là một chiếc xe mà Khả Năng Ô Tô có thể cam kết bằng văn bản cho bà con, các bác, anh chị rằng nếu đâm đụng ngập nước hay là máy số không zin em xin tặng chiếc xe này luôn cho bà con, không bán đấy. Nhưng mà Khả Năng Ô Tô buôn bán rất là mở đấy, hợp lý hợp tình thì chúng ta đến với nhau, đúng không ạ? Có những chiếc xe mà nó như thế này cũng qua dịch vụ nhưng mà người ta dọn theo kiểu sơn xi thì dọn kiểu qua qua đấy, thì làm sao mà nó đẹp như này được các bác nhé. Sơn đây nhé, máy gầm sơn nội thất, màn hình cam đùi không thiếu gì cả, na răng đúc đấy, vè mưa, lẹp chân kính, tay nắm cửa, rửa khoang máy, dọn nội thất, không thiếu một cái gì cả. Đắp vào con xe 3-40 triệu đồng để nó đẹp như này các bác nhé, từ nước sơn đến đến nội ngoại thất bên trong xe đó. Đấy là cái cách dọn xe của bọn Khả Năng Ô Tô. Bọn em dọn xe rất là chắc đẹp, các bác về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Mặc dù xe có qua dịch vụ đi nữa nhưng mà chất lượng của xe thì không bao giờ thay đổi anh em nhé. Vì đời 2018 thì đi rất là ít, xe mới đi khoảng tầm hơn chục vạn này. Quay đầu thôi anh em nhé, quay đầu thôi. Chính xác luôn, đời 2018 mà xe thì ở trong biển, trong bên trong bọn em đã chuyển ra ngoài này và rút hồ sơ, tút tát lại bán cho các bác với giá rất là rẻ. Nếu mà xe gia đình mà bản thiếu đi như này nhé, mà xe gia đình mà đời 2018 các bác mà xe mà gọi đi có vài chục cây km một ngày đấy thì anh em phải mua với khoảng tầm khuôn 260 triệu. Nhưng mà ở đây em bán qua 228 triệu, còn cam kết cho bà con này không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước, máy số, thân vỏ, keo chỉ zin hết, bao test hãng cho bà con đó. Tự tin để nói mọi người rằng xe thì rất nhiều người bán, rất nhiều người mua, nhưng mà đến được với nhau mới là cái này là cái quan trọng các bác nhé. Không phải em bán 1-2 ngày mà em bán hàng năm, và mỗi năm em bán hàng nghìn chiếc. Các bác nhìn thấy xe nhà em kìa, đấy Y10 đỏ kia đã thuộc về anh chị người Hà Nội đấy. Đấy, thế qua dịch vụ báo luôn mà anh vẫn lấy bình thường ấy. Anh em nhìn thấy không? Vì phải đến xem xe, trải nghiệm xe, nhìn con xe nó mới đét, nhưng con 2018 này thì 2019 mới lăn bánh. Thì 2019 bắt đầu dịch, 2020 dịch, 2021 cũng dịch lốt. Bây giờ bắt đầu năm 2022, con xe nó đi được chưa đến 1 năm, nếu mà tổng thể chưa đến 1 năm, 3 năm thì coi như chạy được 1 năm rồi cùng cái gì. Đấy, nên là nó mới đét các bạn, mang nước sơn màu vàng cát rất là đẹp. Xe đã được trang bị đầy đủ như đèn gầm này, na răng đúc, rồi thì vè mưa, lẹp kính, tay cửa, không thiếu gì cả. Màn hình Android, cam nui, không thiếu một cái món gì. Đấy, full option luôn. Đó. Nên là bản thiếu thì nó không có túi khí và ABS, túi khí thôi. Chứ còn ABS thì phải bản SI mới có anh em nhé. Về form dáng của nó em nhìn thấy nó căng đét như này không? Căng đét từ trong ra ngoài, nhìn rất là lét. Không nỗ nhỏ, không đâm đụng va chạm gì, không ngập nước. Còn trên thị trường thì rất nhiều anh em người ta dọn kiểu qua qua đấy. Người ta dọn đắp vào có chục triệu là đã từ taxi thành thiên Nga, không có đâu. Anh em muốn từ taxi dịch vụ ra mà nó ra thiên Nga thì anh em phải đắp vào khoảng tầm 3-40 triệu nhé. Thì nó không khác gì xe mới cả, nói thật với các bác luôn. Đấy, dọn xe thì không thể để mà con xe nem nhem sơn xi từ trong ra ngoài, nội thất rách rưới mang bán cho các bác mà nó giá cao, không có, đúng không ạ? Mình cứ phải dọn đẹp như này, anh em nhìn này. Đây, nhìn thấy bà con nhé. Đi nhiều đi ít thì nó, anh em nhìn thấy tay cửa này, nó mới này, vân sần này. Đây, anh em nhìn này, không khác gì xe mới không? Nhiều bác tự nói thật với anh em xem là ngại luôn, không bao giờ đủ tự tin để nói mà xe anh đẹp hơn xe chú. Các anh đi dịch vụ mà không bao giờ sạch bằng xe bọn em dọn được, thật sự luôn. Cả cái anh em đi gia đình bẩn như gì ấy. Đây các anh em nhìn này, từ ghế ra nhé, màn hình Android nhé, tap ni tap nu nhé, tay cửa này, đấy, vân sần này, trần nỉ này, tất cả mọi thứ Khả Năng Ô Tô đã dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài các anh em nhé. Ốc cửa, ốc cung này nguyên hết. Đấy, keo chỉ cánh cửa này nguyên zin 100%. Gọi là xe không nỗi cơ mà, không nỗi nhỏ cơ mà. Đấy, máy gầm, đấy, sơn xi từ trong ra ngoài, anh em cần có phải làm cái gì nữa đâu. Keo chỉ zin hết mà giá có 228 triệu. Còn bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển. Tất nhiên còn bớt cho bà con, các anh chị nào nhiệt tình đến xem xe, gặp gỡ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé các bác nhé. Bao zin bao đẹp cho bà con. Bà con cứ tự tin lên, mua những dòng này. Dù gì có qua dịch vụ nhưng mình nói trước với nhau này thì anh em đến với nhau nó rất là dễ, nó không bị kiểu nấn cấn hay là năn tăn gì cả. Có những bác đến đây
là gặp mới đầu thì ghét taxi lắm, nhưng mà đến thì thực sự là nhìn con xe nó không thể chê được, tại vì nó nhìn bằng mắt mà. Thì anh em không thể nói nghĩ trong đầu là ui rồi mẹ nó chạy dịch vụ luôn, nó phá chú ơi, nó phá lắm rồi, giờ làm đi mình làm sao. Tất nhiên rồi, con xe gia đình thì bao giờ nó cũng sướng hơn, nhưng mà nó hiếm lắm, lấy đâu ra mua xe gia đình về đi chơi bây giờ. Anh em chỉ mua Camry này, mua Altis, những cái chiếc xe số tự động, Forte hay là những chiếc nào số tự động đấy mà đời 2016, 17 Vios ấy thì nó khoảng tầm 450 hay 500 gì đấy thì anh em mua thì nó sẽ đẹp được. Còn không thì anh em cứ mua đời thấp khoảng tầm 207, 208 mà giá khoảng tầm 300, 340 đấy, số tự động đấy, thì may ra mới còn là xe gia đình anh em nhé, may ra thôi mà vẫn còn có thể là lỗi đâm đụng va chạm là bình thường. Vì đời 2019 vẫn đâm bình thường chứ đừng nói là 2009 đấy. Con xe nào nó chất bọn em mua tuyển chọn thì bao giờ cũng phải kiểm tra kỹ tất từ cái vấn đề keo chỉ, cột kèo, đầu đít, tất cả mọi thứ bọn em có cam kết bằng văn bản cho bà con. Nếu đâm đụng phát hiện ra anh em đổi trả xe miễn phí hoàn toàn anh em nhé, đôi khi còn được bồi thường đấy. Con này làm ăn uy tín, có phải là làm ngoài đường ngoài chợ đâu, không phải anh em gặp em ngoài đường chạy ra ngoài mà em ấy bán anh cái xe xong chạy, em chạy mất, em chụp mũ thìa em chạy mất, chứng minh thư thì giả, anh em mua ngoài đầy đấy thì gặp ai được đúng không ạ. Anh em đến cái cửa hàng mà xe cộ nó xếp như thế này đấy, mà một ngày nó về nhiều xe như thế này, tí anh em còn mang ra nữa cơ, nhưng anh em an tâm hơn chứ. Mua gì mấy ông ở ngoài đường hoặc là mấy ông cơ sở mà chỉ có 3-4 con xe chọn làm sao được. Anh em đến đây mà không ưng được con này nhá, anh em vào kia, trong kia đấy, nó đến khoảng tầm 100-150-200 chiếc lúc nào cũng có sẵn ở trong kia để chờ mọi người đến xem mà mua đấy. Nó hoàn toàn tự tin luôn, không thích chiếc này anh em thích chiếc khác, máy xăng có, máy dầu có, 7 chỗ có, 4 chỗ có, thế là lựa chọn nó dễ hơn đấy. Xe cái dòng xe mà đi chuẩn 10 vạn như này nhé, nó thật với các bác này, full đồ chơi phụ kiện đây, đi khoảng tầm 10 vạn thì anh em nhìn này, xe nó còn đẹp như thế mà. Kinh doanh dịch vụ thì kinh doanh dịch vụ chứ, nó rẻ là được mà nó đẹp. Tất nhiên là máy số nó phải ngon, côn số ngọt ngào, không đâm đụng va chạm gì. Về đời nó rất là cao nhé, đời 2018 cơ mà, động cơ chỉ 1.25, xăng thì nó tiết kiệm rồi. Màn hình có tích hợp cam lùi nhé, anh em có thể phát wifi từ điện thoại để cho cái màn hình này nó bắt, bắt được quả wifi luôn để xem 4G luôn nhé. Anh em có thể xem YouTube trực tuyến được luôn nhé các bác nhé. Km hiển thị trên đồng hồ đây đấy, rất nhiều, full option rồi. Điều hòa thì bật phát mát ngay vì nó đời rất là cao anh em, nó không có lỗi gì cả, không đâm đụng va chạm gì thì nó còn nguyên đấy. Ống áng các thứ nó còn nguyên. Đây chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ, xem cái động cơ của nó hoạt động như nào. Động cơ 1.25, cái màu bằng cát này nhìn khá là ưa mắt nhé. Đây thì kính thưa quý vị và anh chị này, giá niêm yết của cửa hàng là 228 triệu này. Về phần khoang máy đây, về phần khoang máy động cơ thì nó có 4 máy, 1, 2, 3, 4 máy đấy, từ 23 trở lên thì nó sử dụng cái máy này. Và máy thì con cam kết còn zin nguyên, chưa hạ máy nhá, ốc trần máy còn nguyên này. Đấy, ốc mặt máy thì còn nguyên luôn, anh em nhìn thấy không, zin hết từ trong ra ngoài này. Máy lổ rất là êm, không hề có rung giật gì. Keo chỉ ốc lỗ cứ thật phần đầu cabo là nguyên zin 100%, nếu mất phần nào tặng xe phần đấy, tặng xe luôn. Đấy, không bán này các bác này. Lỗi là xe lỗi thì nó rẻ, xe lỗi nhá, đôi khi nó đâm một vế bên này thôi anh em sẽ mua với giá rẻ hơn khoảng tầm 40 triệu, hoặc là nó ngập nước một cái anh em rẻ hơn khoảng tầm 150, nhưng anh em không biết, người ta lừa đảo nó bán cho anh em rẻ hơn 30-40 triệu, anh em thích không có đâu nhá. Nên mọi người cứ phải lựa chọn cái cơ sở uy tín để mua xe an tâm hơn rất là nhiều. Đây thì biển số thì biển 92 Quảng Nam đúng không ạ, 92 Quảng Nam, anh em nhìn đâu 11859, biển rất là đẹp này, đăng kiểm tháng 11 năm 20 tháng 11 tháng 2 năm 2022, gần hết đăng kiểm rồi. À hết rồi chứ à? Hết đăng kiểm rồi thì khả năng ô tô sẽ hỗ trợ bà con rút hồ sơ gốc để bà con về ra tên bấm biển mới. Trịnh trọng cảm ơn tất cả quý bà con các anh chị đã luôn luôn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ khả năng ô tô trong thời gian vừa qua. Anh em có cái nút like và nút đăng ký kênh nó hoàn toàn miễn phí. Cũng có lợi cho mình vì khi khả năng ô tô lên sóng báo giá thì nó sẽ lên sớm nhất có thể cho mọi người đến xem. Hai là ủng hộ khả năng ô tô thì cảm ơn chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp Khải Đăng nhé. Xin chào mọi người trong những video clip tiếp theo.